Alo mọi người, đoàn chúng tôi này đi sau một lần sáng sớm này, trời đang tối, để gọn đồ vào, đừng có xách cái góc nha, nó rách đấy, bỏ dép ra trèo lên, mày cứ trèo lên đi rồi thầy khắc hướng dẫn mày, mày không biết xếp suốt đời là Huy, có ai sinh ra là biết xếp đâu. Bỏ cái chân đi ra, bỏ cái chân đi ra, bỏ cái chân ở trong kia ra. Túi là của ai đấy thầy? Túi thầy đấy. Đang ai gọi ai đây? Gọi ai Đình ơi? Bà nó đi đến đâu rồi? Còn mấy phút nữa? Thôi được rồi, đây có cái gì đâu mà bật, trời sáng rồi mà. Nè, bật lên là phải biết tắt. Trụng cái lông cái con lân xuống. Đi xe máy thì không biết đường đi ở đâu được. Đến Đồng Quang thì đợi được. Không biết đường thì mấy thằng ấy nó đi đến đây bao giờ đâu mà biết. Được rồi, cho ông này vào nữa là được. Đấy, rồi quần kia có qua có chưa? Chập trang có chưa? Rồi, dùi trống, thần tài. Trang em lấy rồi. Rồi, liễn có chưa? Liễn lấy rồi. Rồi, quần quan trọng. Đấy, được rồi, đã tắt cái điện ở trên. Ê Huy, đi dắt chưa tắt đi em. Anh không mới tới. Đây mọi người. Lọ mọ đây. Hôm qua đội nó mang lò đi mà không mang cây. Rồi đóng lên em. Ơi. Không. Anh đấy lấy cổng hơi không? Thần tài hơi chưa lấy?